Lô nha. Đây là chúng mình cá là nhậu như thế nha. Nấu cháo nha. Đây là cá quá thật nè. Thì biết cá không? Quá. Kinh thủ không? Mẹ chị Hai đi về mới tới Trùng Định mà. Rồi là hai con còn con mốt tôi đem đi trong phước mai nghỉ cá con mốt đi để con nhậu. Một cái con nhỏ này, này ốm. Hai bữa lại. Vừa lấy dao không kìa. Dao nhúng vô đây phải cạo. Đó, mà nó đậu rồi mới ngoài mới đông. Cá này nó chơi với đủ mẹ mặn ruột nó không có gì đâu mà lấy ruột ra xong. Nhúng vô đó đi, nhúng vô đó đi. Con này điểm dỗ đâu á, gần đó đó. Còn nó 4 ký rồi. Nhám cạo rồi dùng đây đi cạo hết mà nhớ cái mạng sống nha. Rồi đưa đây tao cạo cho mày trả lắc đi ăn tắt rồi trả đi hết nặng theo cắt lại vô cạo vô trong cái mẫu đưa cái mẫu cha mày nay chở hay heo gì gì cha mày chở heo vậy thấy không chở hai tụng hai bên mà cha mày chở heo vớt rồi á mày đâu điện nhậu nhậu gì tao điện mẹ nhậu gì mình ơi không không ăn không ăn để cho chính chó ăn hay gì đủ mẹ dậu chặn dục cái gì cãi nha Duy ngủ rồi mày dán dưới hết luôn chưa dưới còn cái tên dưới cậu hết gạt hay gì hết gạt trời ơi nó dưới mốt dán lầu cố luôn mày dưới ừ đụng mẹ dán mốt thì lại có giá tao một bò nay làm cái thằng nước cho bả với gạt tước với đổ bằng khiên thằng nước cái mấy dưới á gấp đan lại cá với đổ cái bằng khiên hẹn chiều nay hay gì sao bốc hẹn chiều nay có gì bác kiểm lại có không hay gì có gì mua gạch nào cũng được có biết bà còn còn mấy thùng gà 25-40 có thấy không 25-40 có dán không còn mấy cái 25-40 gì đó dán tờ mấy dưới rồi dán 25-40 hả 25-50 hả hình như chưa vậy 50 còn 2 khổng chưa 30-45 thì hết rồi
Năm mươi gạch trắng tước gì không? Ờ, 50 á. Hết tơn rồi. 50 hết tơn rồi. Ừ. Bác điện gọi mời. Mai làm mờ. Đây là cả nhà. Trời ơi, đứa này ớt dữ lắm luôn á. Coi nè, ớt kìa. Ghê không? Nó dằn gì ghê. Mày hết ớt luôn rồi. Ban ớt tiêm để ăn cũng ngon. Trời ơi, cay lắm. Nãy chắc là túng ớt chà chà ra cỡ áo lên, dở áo lên dính cái nãy giờ nó hỏi cái lưng nè. Rồi cháu nóng nè, ai rau bỏ rau vô cho nóng. Mình ra có rồi mẹ. Mời nóng hổi múc ra đó, rồi rồi coi. Nóng hổi luôn á. Để chén nữa đi. Đũa. Đũa nè. Đây đũa này. Tao lấy đũa này. Đưa đũa cho em. Mẹ cái bàn này mày múc cho điện mà sẽ móc làm bằng tròn. Mình làm bữa nữa. Mình làm cũng buồn ha. Bỏ gom bỏ cát nhiều quá. Đồ gom gói ghém được luôn. Tôi tước tục cái đồ. Hỏi gom bỏ cát kiểu mùa mai cát á. Hai hai khối à hai. Không dành không cây. Không hai khối á. Mình cắt cái này là cây. Điện đi trở ra. Vừa cắt đi rồi điện rồi điện trở ra. Còn cái dưới nữa. Cái dưới nữa làm không kịp lại bỏ lại. Dưới cuốn nền đang rồi. Cũng chưa cuốn ngồi lại dưới ai ai mà cá có chưa chưa có lại gì cá lại nó bỏ lại tính ghé mua nấm mà đi về tối quá không có ăn nấm mà không kêu ra là hết luôn đây đây đâu mày bằng đi rồi đấy phụ gom ba cái đầu tôi đưa gì vậy gom dán giáo gì vậy mình mang cá trong đó mình cày tép ấy rồi phụ xong rồi mới mình cày nữa mày cán trọng đó lên đổ luôn cái nóc luôn cho rồi mày leo mày chưa leo tính nhận mấy cái chưa
cái chè nhông mới tên nó còn một khoảng 5 mét nha, giá rồi mà còn lú gạch chưa em, nó không dặn cái nhà xuống làm thì em nó nha. Cái tên nào? Cái nhông á, tên cái nhông mà leo nóc nhà. Em nào em tên tên gạch cho nó bằng á. Ừ. Là còn khoảng 5 mét phải không? 5 mét khoảng nó mới ngoài. Rồi cái máng lên tới cái đỉnh là nhà cuối, lớn à. Cuối ngoài vậy đó. Đi. Với cái ba cái đấy, chỉ len mà từ cái hang mà đi vòng tới cái cua là chưa chưa em, rồi lên cạo máng xuống sạch không ngắt các bạn. Rồi rút cái hang vậy. Cũng như mày kêu bả xúc vô sâu á, rồi mày thách lên rồi lấy bài mày ém rồi rồi à. Với cái máng lớn tướng không còn ba hồ đổ đổ lấy đầu cạo hốt chặt rồi xong. Hai máng tiêu rồi. Bốn, tám cái rồi đó. Có chừng hết hôn rắc rồi bớt mấy máng. Rắc rồi bớt khúc rồi. Mỗi rồi chạy bệnh nóng nóng rồi đấy là ba ơi, rồi gấp gì hết vậy không? Có chừng dân gì anh chưa? Diễn chưa? Thì giờ gấp lại khúc cho bớt rồi. Nãy tao nó tỉnh đi đâu mà nói chuyện mà có rồi đó mà ra là nó mẹ bà cái gì lấy gì ăn đi góc ném nữa ăn ghép à cay quá ăn được rồi nó rớt cái mồi xuống rồi múc lên nè mở rớt nhé đưa dĩa vô đưa dĩa vô coi à, tao mà không nói mày cái mày để luôn rớt miếng da vô kìa quấy luôn để cho nó miếng nữa nha anh ta. Tao không nói nó bấy luôn. Nó không biết không mà. Cam được cái gì? Cao quá là miếng lại bớt bớt lại. Cái gì cài ngắn quá. Rồi cái này nữa mà ấy vậy. Rồi. Giá cũng không hết. Tay giọng mà nó uống tay giọng uống như. Nó điện bài. Lội qua nó chụp đó. Ừ, lọc qua cũng quá, tao xác định không nổi, mười là chẳng cay chục tí nữa nha. Chứ sao, không... Thôi, nó như vậy đây, tao đâu rồi, tao nói mày vậy đó, đi nữa. Đây, điện. Tại qua bả điện nói chuyện về ghé lấy cá. Còn lọc với điện về mẹ nó hỏi bà điện học có cá không, mình chuyện không diện ghé. Nói tao nhậu, tao nói thôi. Nhậu gì, cháu ăn. Nó mượn nó về đưa cho một con rồi, ừ. Má 11 con tóm được con lươn à, lươn cả cái ly nè. Chú bữa kìa. Trời. Má lươn hết hồn. Lươn á, lươn lại bà hỏi lươn á. Thầy nói lươn mà bị lớn này, con nướng còn biết nè chú. Được đâu. Thì... Tổng là nhậu, tổng như mẹ tính vậy. Nói... Biết con mẹ mày, nói vụ mày lươn hứa ra thì con mày biết. Thì có lươn có, con phải đem về, không có con không đem. Mày có con không, không đem nha. Con mẹ là đặt có bữa nay con mẹ bị lớn này với con bị lớn này mà đem gì để người ta nhậu với đem gì trời ơi năm chú con rồi mai mốt là có nè anh ta thằng mẹ mai nó chở cái chuyện lên mai mốt là có rồi để đem về nè ừ thì coi chở mấy ông biết chỗ bộ chở cái chuyện lên rồi mày kiếm thêm một con nữa con một con một à nhỏ nhỏ mặc luôn nấu cháo cho nó ăn rồi được rồi phải cần bạc cá mai tao đi bắt cho nó một con mày tao dở cái dám có gì con đâu có dính đâu đâu cái đồ không đỏ muốn ăn tắt thì được thì gấp dao vô bữa ra mua con như con ngay cái nè 35.000 một con biết sao cái hang mày khăn lạnh con lương nó không có đi mày đặt túng mà nó mới vô không túng không vô đâu phải ít đâu 35.000 một con á ngày mốt cái đấy gấp bỏ chút cái này làm ít mối lại qua làm mồi thì dư quá không làm nổi một cục nào chứ lớn bị lớn này mà sao đậu nó ngắn mồi nó không vô luôn bị lớn như mỗi con cái thôi không làm một cục này nè ngắn gì tại không có gì đâu nè có nó mà mình đang nghe không phải ông làm ông ông tấm á tấm á cái đó là dư đạm ông làm mà lớn lớn dư cũng mồi bự bữa rồi vừa cái ông tướng ông lớn mày đưa cụ nó chứ đã cái đụng mẹ đâu cụ nó nhỏ nhỏ thôi chân để bỏ đâu mấy cái ao của ổng vòng vòng cá cứng quá trời luôn không ao mày thấy đầu que hay đầu bún quen cô ba tạo á đầu bữa rồi xong thành
Ủa vậy là bằng cái thóc phanh hả? Bà đậu. Mình cho bà đậu, mà thóc phanh là ghế của bà thôi nha. Đủ rồi, sao thanh tao biết không biết. Ghế của bà nha. Bấy tờ hình bấy thôi. Cái đó là dân tước. Thanh bằng nhà tống luôn hay gì? Không có. Nó cái dây ruộng tao biết không biết. Tổng hôm qua. Nó là nó canh nó qua tháng này nè. Trời ơi, hôm qua để người ta bỏ quá trời, mình sâu quá trời, hôm nay nè. Sóc Khanh là nó là chuyên nghiệp mà hôm qua với... Mà sâu nó bỏ hoài thôi, còn ăn được hết. Nhiều, có 7 mấy triệu, 60 triệu. Hôm qua hả? Mấy cầm biết không? Nguyên dây của Sóc Khanh là biết nhiêu không? Ông bà hay nghe chết rồi, nó về gặp tao nó mừng. Đây, gặp rồi chấm rồi. Nhiều cái. Ông cây giống nào á, còn gì nè. Rồi, mới cắm con miếng thì không nổi gì không cay. Gà cá này được. À, ông con gấp ra cái bỏ rồi. Ờ tao nói hai cái rồi. Hai cái nào đó đây. Bài mày đứng máy tao gần rồi. Mẹ đau quá. Một con quà con sẽ lấy cho con mới không buồn. Xíu rồi. Gà nặng béo thiệt mày. Nói nó mà lên cho mày. Mà có gì em. Em... Gà con cá nặng béo mà. Cái giò không? Ừ. Cái gan cá mà kiểu cá cầu à, được. Đủ gan tùy con cá nuôi cũng vậy đó, tùy theo gan. Dạ gan hả? Cái gan xám là mày ăn không bao giờ béo. Mày ăn quay á. Thôi tao uống cái này, tao uống liền tao nghĩ nha. Tao đầu kìa. Mấy ngồi ăn đi. Thôi tao không ăn nữa. Biết mai mốt phải ăn uống gì đâu. Đủ ăn đi nha, cái vài bữa hết rồi đó. Bữa nay vô 7-8 chiếc xà lan ha. Ngoài cầu ngay cái chỗ cái tại kho thức ăn mỗi ca rồi tới cái cầu ngoài á. Ừ. Tới đâu mà ăn cầu cuối vậy? Giống cầu hổm cầu lấy cá. Cũng phải tháng tiết. Cá nào vô cũng đậu. Rồi chiều về để tơ luôn phải không? Về dám lên nguyên ngày nay luôn. Còn 2 hầm 3 hầm gì mà. Đi nguyên ngày nay là để lên hết cá luôn rồi đi nguyên ngày nay. Còn 4 hầm nữa. Nó bốn hầm này ra cái cá khánh luôn mà. Chứ chứ cũng còn sót, còn sót. Còn sót, kể là còn cá nhỏ, người ta nuôi cá lớn trước là ta bán rồi, xem qua vậy. Cái lưới rùng này kéo rồi, quá mẹ ơi. Mày mốt cái nước cháu hỏi nha. Không hết cá được. Tao mới uống nha. Mày mốt cái cháu hỏi nha. Tao nghĩ là không hết. Giờ cá kéo bớt rồi dùng, bây giờ cho bắt cá bây giờ mua từ 3 mạng. Kéo hả? Dằn hả? Dằn. Học nó biểu để chừng dần kiếm mà chừng chọc ký cũng được. Nó nói mẹ biểu về sai cái hồ á, để đem cá về nuôi đó. Sao bự vậy? Về đem cái bự về nuôi đó. Mà bán cái khô thì tao không làm mà gì mà làm đi. Ừ. Nó chơi với con cá dồ này á, mày đem về đây á, đậu mà nuôi á. Nó cũng mập thiệt mà từ từ cũng ốm lại ông trời ơi. Để nó ăn cái sức mình về cũng bỏ thức ăn nữa. Ừ. Nó ăn cái nuôi từ có con cá tê á. Cá tê kêu thằng học đem về nuôi được. Kiếm cá tay khoảng chục mười mấy ký á. Gì? Cháu mình nó ăn nè, tắt được vô lét rồi. Trời ơi, cháu ngồi cháu ơi. Không mà biết ăn rồi. Đây thì lấy miếng gà lên. Làm miếng gà để lúc nào là. Đó rồi, mẹ đó được. Không, mấy con gì cũng bị làm dưới ớt hết à. Để coi. Không nữa, ông cãi quá. Bây giờ khe mỏ à. Không, ăn không cay, anh chắc là ăn rám gấp miếng ăn không cay. Tiền kép rồi. Vậy nó xúc một giải mà không cây mà. Khúc cho tới. Nước mắm mà vào bên đây dĩa, kia dĩa rồi khúc bên này là chú qua. Đem con gà cho nóng một cháo nè. Thôi tao ngon đó ha. Thôi tao gọi. Tao miếng rồi. Ôi. Tao đồng rồi. Mới vô vậy? Chua. Vô rồi vô. Anh đài mới vô. Cái gì? Để là tháng mà ăn muốn ăn thì để nó mệt quá thì ăn hết rồi tôi lên lên. Đó. 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 Chiều tính về cái mùa lặng lắm mà về bỏ vô. Mà nó bán sáng đi thấy mà chiều hết. Ông mà kia gì mua đó hả? Ông mày ăn luôn chào luôn. Đó kêu mày ăn nó tao gọn miếng rồi gọi. Đánh tao nào vậy á.
trời đủ chiều quên đi ghé mua ghé tờ mua thêm phút hút mua gì phút hút đây nãy em để dao rồi anh cái nào anh dao hai lưỡi dao bào hả dao ở dao bào đóng gì vậy? Đâu chạy đâu, không ăn rồi có chạy đâu. Đổ độc. Đổ vô xương không đâu nổi. Phan phan phan. Phan, chờ hả cái bếp bên tao là gì? Bếp bên chút. Được rồi. Đâu đâu đây đây. Cái bếp bên tao rồi để cá đó ở đây nè. Không để vô bếp. Được rồi. Chém vào đây đi. Chờ nè. Nước sao còn dưới góc. Được rồi. Đây bỏ vô. Bảy được rồi. Thôi mày bà nó để vô. Để đi. Để cá đây đi. Đủ rồi để đây. Sao anh lấy đường? Tao thấy đường tao gấp được. Gấp thôi. Không rồi, rồi hay gì mà không nói vậy? Không rồi, không ngọn nhậu. Vậy tao tầm ổm lên. Gà đây nhà nhảy nữa thì lật đủ mẹ nó lật tập trung. Gà nhảy ra thôi. Đủ mẹ nó thẻ tùm lum đó. Mà chị... sao mà nhảy bếp ga mà lắc ấp? Nó nhảy rồi, cái bếp ga mình nhậu để vậy. Ôi, ông nó bậy không? Ga mà đủ mẹ nhảy làm nhảy bếp ga lắc ấp bếp ga. Nó đủ mẹ nó nhảy rồi thằng Diện hay gì ở nhà biết sửa lại để lật nó lại ngược nó lại. Cái đây nè, anh chỉ cho một cái nè, mà chèo đi phụ anh phải không? Làm cháu. Một cái đường tường á thì mày nên quậy hồ dầu nhiều. Mà mình nhìn tao dán cái cửa sổ rồi á, mày đừng có nên mà quậy hồ dầu nhiều. Tại cái cửa sổ tao cắt. Cắt mà còn... đó, mày cắt à. Cái được cái giờ cái gạch mà. Bây giờ á vô thẳng màn. Clip mình kết thúc cái nhà ơi. Trời ơi, tao nói rồi không ơi. Xem clip đừng quên ủng hộ cho kênh nha. Bye bye. Chứ anh em mà muốn nghỉ sớm không bao giờ tôi nghĩ tệ. Mà tôi cũng tiền mà cầm thẳng.